Bạch sư, sư cho con hỏi sư nghĩ thế nào về việc một số chùa tổ chức múa hát văn nghệ vào những ngày lễ? Xin thưa với quý vị á, cái chuyện múa hát văn nghệ vào những ngày lễ á, nếu đó là do cư sĩ làm, tức là do Phật tử quý vị làm ở ngoài khuôn viên nhà chùa, thì nó là chuyện cá nhân của quý vị, nó không có vấn đề gì cả. Còn một vị tu sĩ thì đó là điều không nên. Và một ngôi chùa đó nên là nơi thanh tịnh, nên là nơi để mọi người tới phát triển giới học, định học và tuệ học. Cụ thể là cái gì? Nên là nơi để mọi người tới sám hối, xin giới, giữ giới, rồi tới để hành thiền, tới để học đạo. Đó mới là chức năng của một ngôi chùa. Còn khi mà chúng ta hiểu được như vậy á, mà chúng ta không làm được như thế, thì như vậy chúng ta sẽ làm cho cái ngôi chùa không hoàn thành được chức năng đó, và những vị ở đó cũng không hoàn thành được chức năng mà Đức Phật giao cho. Đức Phật giao cho nhiệm vụ của các vị tu sĩ đó là gì? Đó chính là học pháp, hành pháp và hoằng pháp, tức là phát triển giới học, định học và tuệ học. Còn những vị có khả năng thì các vị đó nên thuyết pháp, nên hướng dẫn thiền tập. Đó mới là chức năng của một vị tu sĩ. Đương nhiên thì mình không thể nào bắt người ta theo ý của mình được. Sư chỉ có thể đưa ra lời nói đúng theo pháp thôi. Còn ai làm được thì tốt, còn ai không làm được thì vị đó sẽ chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.